đam mê những cái dòng tiêm kích của nước Nga, nên là chủ yếu những cái dòng máy bay em chế tạo đều là dòng Su-27, Su-30, Su-35 và Su-37. Đây là con máy bay Su-30 MK2 phức tạp nhất em từng chế tạo ạ. Và em đang chế tạo nó sử dụng động cơ chạy xăng và thời gian bay rất là lâu ạ, từ 1 đến 2 tiếng. Trọng lượng bay của nó rơi vào khoảng 10 kg ạ. Con máy bay này thì em lấy tưởng từ Su-27 của Nga. Em làm con này mất khoảng độ 2 tuần và thời gian con này bay rất là lâu, khoảng 3 tiếng. Máy bay mô hình RC này nó gồm đầu tiên là điều khiển, thứ hai là pin, ba là các hệ thống lái. Đầu tiên là mình in bản vẽ, cắt hình khuôn ở trên bìa Formex, xong rồi mình ghép lại thành hình, xong rồi bắt đầu mình gắp đồ điện rồi đi bay thử. Xuống Hà Nội để học nghề tóc, thấy các anh chị chơi bộ môn RC này quanh các khu vực công viên, nhờ các anh chị chỉ giúp và tìm tòi, niềm đam mê của em cháy bỏng trong cơ thể. Em có tích góp được một số tiền nho nhỏ. Đầu tiên là em mua những con Flycam 14-15 triệu, bắt đầu em tập chơi từ khi đấy. Chế tạo những con đầu tiên thì hỏng hóc rất là nhiều, chưa thể bay được. Từ trước đến giờ thì em đã hỏng khoảng 8 đến 10 con rồi, 8 con rồi thì mới bay được thành thạo như này. Đầu tiên thấy nó làm kiểu này, cứ nhìn vào cái biển thoại trong mày mò, thế cứ chửi nó với bảo là cứ nghịch thôi, cứ toàn chơi không chịu làm việc, là nó cứ toàn mày mò vào cái công việc của nó. Tiền nó người cứ đi lấy cái bãi đồ về trong lại bỏ đấy, hàng lúc nó làm mãi thì thấy thành công. Người ta đến, người ta cùng đam mê, người ta đến trả vài chục triệu nhưng mà em không bán, tại vì con này nó là đứa con tinh thần của em. Những người cùng đam mê với em thì em có làm những cái con nhỏ dễ chơi và an toàn, giá từ khoảng 800 đến 2,5 triệu. Một tháng thì em bán trung bình từ 50 đến 100 con. Em thấy là cái việc sáng chế máy bay mô hình này nó giúp cho em thỏa mãn niềm đam mê và cũng một phần kiếm thêm nguồn thu nhập.